Từ lực Bookstore và Đinh Quang Thái trên trọng kính chào quý khán giả. Hôm nay là thứ năm 20 tháng 10 năm 2022. Kính mời quý vị theo dõi mục uh, câu chuyện trong ngày với chủ đề là Ba Lan vượt qua thù hận để giúp Ukraine. Như quý khán giả cũng biết là trong 9 tháng vừa qua, kể từ khi Vladimir Putin ra lệnh uh, cho quân đội vượt biên giới xâm lăng Ukraine, uh, thì đã có hơn 7 triệu 600 ngàn người tị nạn chạy khỏi Ukraine và đi khắp các uh, quốc gia thể châu Âu, À, trong đó ước tính vào khoảng 8 triệu người đã mất nhà mất cửa và trở thành tị nạn ngay trên đất nước của mình, tính cho tới cuối tháng 5 vừa qua. Đến ngày 30 tháng 8, thì con số liệu của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết số người tị nạn Ukraine đã được ghi nhận trên khắp Âu Châu là vào khoảng gần 8 triệu. À, trên đường mà chúng tôi di chuyển trong chuyến công tác tới Ukraine, à, ngồi trên xe lửa, thì cái màn ảnh truyền hình thường xuyên cập nhật cái số người mà đã phải bỏ đất nước ra đi. Thì cho tới hôm 16 tây tháng 10 vừa qua, tức là cái lúc ngày chót chúng tôi tại Ukraine, đó, thì số liệu được chính phủ Ukraine loan báo chính thức là 9 triệu người đã phải bỏ đất nước ra đi vì cuộc xâm lăng của Nga. Riêng tại Ba Lan, số liệu tại chỗ và do những người Việt Nam nói với chúng tôi, thì đã có 4 triệu người Ukraine chạy tới Ba Lan, sau đó, một số rất đông người đã đi qua các quốc gia Âu Châu như là Đức, như là Anh, như là Ý, Thủy Điển, Vân Lan, Canada, vân vân Và ngay cả qua Mỹ nữa. hiện nay, cái số người Ukraine còn lại trên đất nước Ba Lan khoảng độ 2 triệu người. Làm cách nào mà chính phủ Ba Lan tiếp nhận được một số tị nạn người Ukraine khổng lồ đến mức độ như thế? Mà cái đặc điểm là không hề có trại tị nạn người Ukraine tại đất nước Ba Lan mà chỉ có những trung tâm tiếp nhận người tị nạn để từ đó phân phối họ đi đến những nhà của người Ba Lan rộng mở vòng tay để đón những người tị nạn Ukraine. Thưa quý vị, một cái thí dụ điển hình là chúng tôi có nói chuyện với anh Phan Châu Thành là một người đã đi du học tại Ba Lan rất lâu và bây giờ anh là một người chủ một cái doanh nghiệp ở bên thủ đô Warsaw. Chính gia đình anh đã giúp đỡ 8 người tị nạn Ukraine sống trong nhà như là người thân trong mấy tháng cho tới khi những người đó tìm được thân nhân và họ đã đi rời khỏi nhà anh Phan Châu Thành. Câu chuyện này phổ biến lắm. Người Việt, Việt Nam tại Ba Lan mà mở vòng tay đón những người tị nạn Ukraine thì rất là đông. Tại sao Ba Lan lại hết lòng đối với Ukraine đến mức độ như thế? Mặc dù trong lịch sử cận đại thôi, tức là thời đình thế chiến hai bên đã có một cái vết thương rất là sâu đậm và dớm máu phải nói là kinh hoàng vì một cái vụ thảm sát mà những cái người theo chủ nghĩa cực đoan ở bên Ukraine đã giết gần 100.000 người Ba Lan. Chúng tôi xin tóm tắt cái lịch sử đó như sau. Lúc khởi đầu trận đại như thế chiến, chúng ta biết là do Adolf Hitler phát động, thì quân Đức quốc xã đã lâm lệ xâm chiếm Ba Lan để tránh phân tán lực lượng trên hai mặt trận, mặt trận thứ nhất là phải chống với quân Anh và quân Pháp về phía Tây và chống với quân Cộng sản Liên Xô về phía Đông. Thì Đức quốc xã của Hitler đã ký với Cộng sản Liên Xô có hiệp ước không tấn công lẫn nhau được gọi là hiệp ước Molotov-Ribbentrop ký vào tháng 8 năm 1939. Một trong những điều kiện bí mật của hiệp ước này là phần lãnh thổ phía Tây của Ukraine được sáp nhập vào Ukraine. Lúc bây giờ, đó là một nước Cộng Hòa thuộc về Liên Xô. Thời điểm Đức Quốc xã chiếm đóng Ba Lan, thì các nhóm dân tộc chủ nghĩa cực đoan từ Ukraine, trong đó có một nhóm do một người lãnh đạo tên là Stefan Pandera, đã nhanh chóng hợp tác với quân Đức Quốc xã để tiến hành một cái chiến dịch thanh lọc chủng tộc tại cái vùng bị chiếm đóng chính hoạt động thanh lọc sắc tộc này đã dẫn đến vụ thảm sát mà trong lịch sử ghi nhận là vụ thảm sát Volhynia. Cái khu vực này nằm về phía đông của Galicia và cái vụ thảm sát kéo dài từ năm 1943 cho đến năm 1945 tại hai khu vực. Khu vực thứ nhất là Volhynia và ở phía đông của Ukraine và một cái khu vực thứ hai là vùng đông Galicia của Ba Lan. Hiện nay cái khu vực này thuộc về Ukraine. Cuộc thảm sát uh, Volhynia có liên quan trực tiếp đến một cái tổ chức của những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine. Uh, quân đội nổi dậy uh, của Ukraine chính là một cái nhóm uh, có hiểm trợ cho cái tổ chức những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Mục tiêu chính của tổ chức những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine, Ukraine là thanh lọc toàn bộ những người không mang quốc tịch Ukraine. Họ muốn đuổi những người này ra khỏi lãnh thổ của Ukraine. Những kẻ mà tiến hành cái cuộc thanh lọc chủng tộc đó không những chỉ muốn thanh trừng người Ba Lan mà thôi, mà còn muốn xóa mọi dấu vết vì sự hiện diện của Ba Lan trong cái khu vực đó. Trong lịch sử Ba Lan thì có ghi lại một cái ngày được đặt tên là Ngày Chủ Nhật Đấm Máu. Mở đầu cho cuộc thảm sát Volhynia là vụ giết chóc xảy ra vào ngày 9 tháng 2 1943 tại một ngôi làng tên là Barosla, một đơn vị của quân đội uh, uh, nổi dậy phía Ukraine đã sát hại 173 người Ba Lan ở đây bằng cách chói họ lại sau lưng và dùng rìu đánh họ chết. Từ ngày 11 tháng 7 năm 1943 các cuộc thảm sát quy mô lớn được thực hiện nhắm vào cộng đồng người Ba Lan với sự hỗ trợ của người Ukraine tại địa phương, thì những cái nhóm mà chủ trương thanh lọc đã bao vây và tấn công 99 ngôi làng của người Ba Lan. Nhóm dân tộc chủ nghĩa Ukraine đã giết hại nhiều người thường dân Ba Lan và đốt phá nhà của họ. Nhiều ngôi làng Ba Lan ở các khu vực này bị thiêu rụi hoàn toàn và tài sản của họ bị cướp đi. Các nhà nghiên cứu ước tính là chỉ riêng trong ngày 11 tháng 7 năm 1943 mà thôi, có khoảng 8.000 người Ba Lan, hầu hết là phụ nữ, trẻ em và người già đã bị sát hại. Vụ thảm sát ngày hôm đó được đánh dấu trong lịch sử của Ba Lan là ngày Chủ nhật đẫm máu và là một tội ác man rợ nhất. Các cuộc tàn sát vẫn tiếp diễn sau đó. Chỉ riêng trong tháng 7 1943, 530 ngôi nhà ở Ba Lan bị xóa sổ. Chỉ một số ít người dân có thể chạy thoát. Một loạt các vụ thảm sát được diễn ra vào đầu tháng 5 năm 1944 khi quân Đức Quốc xã rút quân khỏi Ba Lan. Và từ 43 cho đến 45, người bị Ba Lan bị thảm sát ở nhiều khu vực thuộc về vùng Volhynia. Các vụ giết người được thực hiện vô cùng tàn ác, nhiều người bị thiêu sống, nhiều người bị ném xuống giếng. Và cái quân chủ trương các vụ thảm sát thay vì dùng súng thì những kẻ này đã dùng rêu này, dùng lưới hái để mà uh, làm, làm ruộng đó uh, dùng dao và các nông cụ để mà tiến hành tội ác của bọn chúng mục đích của những kẻ này là để vụ thảm sát giống như kết quả một cuộc nổi dậy của nông dân trong vùng và trong cái cơn điên cuồng say máu đó những kẻ cực đoan thậm chí còn tra tấn các nạn nhân trước khi sát hại họ các hình thức tra tấn từ thời trung cổ như cắt các bộ phận trong cơ thể đã được những kẻ này thực hiện đối với người dân ba lan một giáo sư sử học chuyên nghiên cứu về các vấn đề trong mối quan hệ Ba Lan và Ukraine. Đó là giáo sư Grigos Motika nhận định rằng thảm sát tại Volhynia là cuộc thanh trừng sắc tộc và là một tội ác diệt chủng. Theo tờ báo The Conservation, cuộc thảm sát Volhynia khiến khoảng 100 người Ba Lan chết dưới tay của những kẻ cực đoan trong số đó có khoảng 60 người ở Volhynia và hơn 40.000 người ở phía đông vùng Galicia. Trong khi đó, khoảng 15.000 cho đến 20.000 người Ukraine thiệt mạng trong các đợt phản công và trả đũa của người Ba Lan. Thưa quý khán giả, lịch sử của hai nước là như thế, mà lịch sử vẫn còn mới bởi vì xảy ra năm 1943. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra, tại sao trong bối cảnh Vladimir Putin xâm lăng Ukraine đẩy 9 triệu người chạy ra khỏi đất nước của họ, thì dân tộc Ba Lan và chính phủ Ba Lan lại giang vòng tay yêu thương, cứu giúp người Ukraine chạy trốn cuộc xâm lăng hiện nay. Câu trả lời là xuất phát từ nền giáo dục của Ba Lan. Nền giáo dục của Ba Lan hiện nay dựa trên thứ nhất là yếu tố con người. Điều thứ hai là dựa trên lòng tử tế. Và điều thứ ba là là dựa trên vấn đề quốc gia dân tộc trên hết không có quyền lợi cá nhân, không có quyền lợi phe nhóm, không quyền lợi đảng phái mà quốc gia dân tộc là trên hết. Những người văn lãnh đạo Ba Lan ngày hôm nay nói gì? Họ nói rằng những người vụ thảm sát năm 1943 đó là quá khứ. Hiện nay một cái dân tộc kề cận đối với Ba Lan là Ukraine đang bị quân xâm lược Nga tấn công, xâm chiếm một cách dã man thì người dân và đất nước cũng như chính phủ Ba Lan có bổn phận phải giúp đỡ những người tị nạn Ukraine. Bằng chứng cái sự hòa giải chính ở trong lòng dân tộc Ba Lan cho thấy rằng chính phủ Ba Lan ngày hôm nay đã vượt lên trên sự ẩn thù như thế nào. Làm cách nào để dựa trên yếu tố con người, dựa trên lòng tử tế và dựa trên quyền lợi quốc gia dân tộc là trên hết. Một cái thí dụ điển hình là ngay sau khi mà chế độ Cộng sản tại Ba Lan bị sụp đổ đó, không hề có sự trả thù của bên thắng cuộc đối với bên thua cuộc. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm của cái thời Adolf Hitler tàn ác, khát máu trong cái cuộc diệt chủng đối với dân tộc Do Thái, chúng ta cũng đừng quên là trên đất nước Ba Lan gần Krakow, tức là cái vùng đất mà sản sinh ra vị giáo chủ giáo hội công giáo hoàn vũ sau này, tức là Đức uh, giáo hoàng Joan Paul II, cái vùng đất Krakow đó đó, Cách đó vào khoảng được gần 100 cây số thì có cái trại giam khủng khiếp nhất của quân uh, Đức Quốc xã giết 1 triệu 600 ngàn người Do Thái. Đó là trại mà tiếng Anh đọc là Auschwitz, người Ba Lan đọc là Auschwitz. Thì thưa quý vị, để rút cái kinh nghiệm của cái thời đại thế chiến với cái chính sách diệt chủng của Adolf Hitler, thì hiến pháp Ba Lan hiện nay cấm thứ nhất là không ai được tuyên truyền cho chủ nghĩa phát xít. Không được có bất kỳ một biểu hiện nào Uh, chứng tỏ rằng có cảm tình với phát xít. Cái điều thứ hai là cấm tuyên truyền cho chủ nghĩa cộng sản. Bất kỳ kẻ nào làm hai cái hành động tuyên truyền cho phát xít hoặc là cộng sản có thể bị tù tới 2 năm. Học sinh từ lúc uh, mẫu giáo lên tới bậc hết bậc trung học tại Ba Lan đó, thì phải đến thăm trẻ Auschwitz, tức là trẻ Auschwitz hai lần để học sinh được chứng kiến tận mắt cái tội ác diệt chủng của chế độ phát xít Adolf Hitler từ cái kinh nghiệm được chứng kiến những cái trại giam uh, đã giết người như thế nào, đốt xác người như thế nào, có những cái phòng chứa toàn là răng của những người nạn nhân do thái, có những phòng chứa tất cả những mắt kiến của những nạn nhân, có những phòng chứa tất cả những cái răng bẻ ra từ những người do thái, vân uh, vân, thì học sinh của Ba Lan hiểu được rằng Đất nước Ba Lan đã trải qua những giai đoạn kinh khủng như thế khi con người đối với con người một cách tàn ác và dã man. Chính vì lý do đó, cho nên hiện nay đó chính phủ Ba Lan chủ trương rất rõ ràng, cái việc quá khứ đối với Ukraine là quá khứ, cần giúp đỡ người tị nạn Ukraine là giúp đỡ người tị nạn Ukraine. Kể từ khi thoát khỏi chế độ cộng sản tính cho tới ngày hôm nay, thưa quý vị, GDP của Ba Lan đứng hàng thứ sáu. Tại Âu Châu, tức là một quốc gia hùng mạnh lắm. Ba Lan hùng mạnh được như thế chính là nhờ sự giáo dục. Xin nhắc lại dựa trên ba yếu tố: yếu tố con người, yếu tố lòng tử tế và quan trọng hơn hết quyền lợi của quốc gia dân tộc là trên tất cả mọi thứ trên đảng phái, trên cá nhân, trên hội đoàn vân vân. Ba Lan là một dân tộc xứng đáng được kính trọng và quan trọng hơn hết là không hề có sự trả thù sau khi chế độ cộng sản bị sụp đổ, không hề bên thắng cuộc bắt bên thua cuộc phải đi vào các trại gọi là tập trung cải tạo như trường hợp của Việt Nam chẳng hạn. À, sau hai tuần lễ đi một cái chuyến công tác tại Ukraine và ở Ba Lan, thì chúng tôi thấy được rằng cái điều mà chính phủ Ba Lan và dân tộc Ba Lan có thể gửi một cái thông điệp cho thế giới là giáo dục phải dựa trên con người. Con người đối xử với nhau phải dựa trên lòng tử tế. Và đối với quốc gia thì quyền lợi của dân tộc, của quốc gia là trên hết. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin quý đồng hương hãy dùng phiếu cho chúng tôi đi tra thu hà Nguyễn cho chức vụ dân biểu tiểu bang đại hạt 70. Không phục vụ cho lợi ích đảng phái hay lợi ích cá nhân. Mục tiêu phục vụ duy nhất của chúng tôi chính là quý vị, những cư dân sống trong quận hạt. Chúng tôi sẽ đấu tranh mang về thật nhiều ngân khoản cần thiết cho các vấn đề sức khỏe, phúc lợi cộng đồng và giáo dục. Chúng tôi đã luôn sát cánh bên cộng đồng trong suốt nhiều năm qua. Lá phiếu của quý vị sẽ giúp cho chúng tôi có cơ hội phục vụ ngày càng tốt hơn. Xin quý đồng hương hãy dùng phiếu cho chúng tôi đi ra thu Hà Nguyễn cho chức vụ dân biểu tiểu bang đại học 70. Trân trọng cảm ơn quý đồng hương. Nhà sách từ lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Đi về nơi hoang dã của nhà văn Nhật Tuấn. Nhà văn Trần Đức Tiến nhận xét đi về nơi hoang dã là câu chuyện của năm tên đàn ông hùng hục phát cây dọn đá tiến về phía trước theo sự chỉ đường dẫn lối qua máy vô tuyến điện của một cấp cao trên nào đó không bao giờ thấy mặt ngồi tít dưới đồng bằng đói khát luôn hành hạ đói ăn đói tình công việc cực nhọc nguy hiểm đã thế còn hoang mang mất phương hướng những cơn mơ vật vã trộn lẫn với thực tại toát mồ hôi mơ được ăn no mơ được làm tình, mơ có túi tiền đầy, mơ có tình yêu trong sáng thánh thiện. Và tất nhiên, cơn mơ nặng nề dai dẳng nhất là mơ đến đích. Ở đây là cái đích chung của cả bọn. Đỉnh hô ca lắc chìm khuất trong mây, không đến được cái đích ấy thì đừng nói gì đến chuyện những cơn mơ kia hóa thành hiện thực. Tiểu thuyết đi về nơi hoang dã của Nhật Tuấn là câu chuyện khó có thể kể lại một cách mạch lạc những tình tiết đan cài rậm rạp, ngổn ngang, đầy vẻ hoang dã như cánh rừng có năm tên đàn ông kia đang tìm cách xuyên qua. Văn xuôi của Nhật Tuấn là thứ văn xuôi đậm chất đàn ông, mạnh mẽ, trần trụi, từ đầu tới cuối cuốn sách ngót 300 trang, luôn giữ vững một nhịp điệu gấp gáp, lôi cuốn, phong phú, chi tiết mà không cường điệu. Tác phẩm Đi về nơi hoang dã của nhà văn Nhật Tuấn hiện đang được bán tại nhà sách tự lực, địa chỉ 14318 Broker Street, thành phố Garden Road, California 92843. Điện thoại để quý khán giả gọi vào mua sách là 1888 và 714-676-8310. Độc giả xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách tự lực là www.tự lực.com.